Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 26 sự vinh hiển không xứng cho kẻ ngu muội như tuyết trong mùa hạ như mưa trong mùa gặt như chim sẻ bay đi đây đó như con én liện đi lời rủa xả vô cớ cũng vậy nó chẳng hề xảy đến roi nẹt dùng cho ngựa hàm thiết để cho lừa còn roi vọt dành cho lưng kẻ ngu muội chớ đáp với kẻ ngu si tùy sự ngu dại nó e con giống như nó chăng hãy đáp với kẻ ngu si tùy sự ngu dại nó kẻ nó khôn ngoan theo mắt nó chăng kẻ nào cậy kẻ ngu muội đem báo tin chặt chân mình và uống lấy sự tổn hại ống chân người què đồng đưa vô dụng câu châm ngôn trong miệng kẻ ngu dại cũng vậy tôn trọng kẻ ngu muội giống như bỏ cục ngọc vào trong đống đá câu châm ngôn ở nơi miệng kẻ ngu muội khác nào một cái gai đâm vào tay người say rượu. Ai mướn người ngu muội và kẻ khách đi qua đường, giống như một lính xả tên làm thương mọi người. Kẻ ngu muội làm lại việc ngu dại mình, khác nào con chó đã mửa ra rồi liếm lại. Con có thấy người nào khôn ngoan theo mắt nó chăng? Còn có sự trông cậy cho kẻ ngu muội hơn là cho nó kẻ biến nhát nói có con sư tử ngoài đường một con sư tử ở trong đường phố kẻ biến nhát lăn trở trên giường mình khác nào cửa xây trên bản lề nó kẻ biến nhát thò tay mình trong dĩa lấy làm mệt nhọc mà đem nó lên miệng kẻ biến nhát tự nghĩ mình khôn ngoan hơn bảy người đáp lại cách có lý kẻ nào đi qua đường mà nổi giận về cuộc cãi lẫy không can đến mình khác nào kẻ nắm con chó nơi vành tai người nào phỉnh gạt kẻ lân cận mình rồi nói rằng tôi chơi mà khác nào kẻ điên cuồng ném than lửa cây tên và sự chết lửa tắt tại thiếu củi khi chẳng có ai thèo lẽo cuộc tranh cạnh bèn nguôi than chụm cho than đỏ vật củi để chụm lửa. Người hay tranh cạnh xuôi nóng cãi cọ cũng vậy. Lời kẻ theo lẽo giống như vật thật ngon vào thấu đến tận gan ruột. Môi miệng sốt sắn và lòng độc ác khác nào bình gốm bọc vàng bạc pha. Kẻ nào ghen ghét dùng môi miệng nói giả đò nhưng trong lòng nó nuôi sự gian lận. Khi nó nói ngọt nhạt thì chớ tin vì trong lòng nó có bảy sự gớm ghét, dầu sự ghen ghét ẩn giấu trong tuồng giả bộ, sự gian ác nó sẽ bị lộ ra nơi hội chúng. Ai đào hầm sẽ té xuống đó, kẻ nào lăn đá, đá sẽ trở đè lại nó. Lưỡi giả dối ghét những kẻ nó đã chà nát, và miệng vua nịnh gây điều bại hoại. Chương 2 Lúc ấy, Caesar Augustus ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Kyri-Niu làm quan tổng đốc xứ Syri. Ai nấy đều đến thành mình, khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Jude để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình, đang có thai. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sinh đẻ của Mary đã đến. Người sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Và cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh. Họ rất sợ hãi thiên sứ bèn phán rằng đừng sợ chi vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân ấy là hôm nay tại thành david đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là chris là chúa này là dấu cho các ngươi nhìn nhận ngài các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ Bỗng chúc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy, họ vội vàng đi đến đó thấy Marie, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuộc lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Còn Marie thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình đến ngày thứ 8 là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ thì họ đặt tên là Giêsu là tên thiên sứ đã đặt cho trước khi chịu cưu mang trong lòng mẹ. Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Joseph và Mary đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa, như đã chép trong luật pháp Chúa rằng: "Hễ con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa." Lại dâng một cặp chim cu hoặc chim bò câu con như luật pháp Chúa đã truyền. Và trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon. Trong đợi sự yên ủi dân Israel và Đức Thánh Linh ngự trên người. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy đấng Christ của Chúa. Vậy, người cảm bởi Đức Thánh Linh và đền thờ lúc có cha mẹ đem con trẻ là giê đến để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định. Thì người bồng ẩm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng Lạy Chúa, Bây giờ xin Chúa cho tôi tới Chúa được qua đời bình an theo như lời Ngài. Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân Ngài. Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con. Simeon bèn chúc phước cho hai vợ chồng nói với Mary mẹ con trẻ rằng Đây, con trẻ này đã định làm một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc dấy lên và định làm một dấu gây nên sự cãi trả. Còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy, tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. Lại có bà tiên tri Anne, con gái của Phanuel về chi phái Ase đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được 7 năm rồi thì ở quá, bây giờ đã 84 tuổi chẳng hề ra khỏi đền thờ cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiên ăn và cầu nguyện. Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về con trẻ với mọi người trong đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Khi Joseph và Mary đã làm trọn mọi việc theo luật pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Nazareth trong xứ Galilee. Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. Và hàng năm đến ngày lễ vượt qua, cha mẹ Đức Chúa Giêsu thường đến thành Jerusalem. Khi Ngài lên 12 tuổi, theo lễ thường ngày lễ cùng lên thành Jerusalem. Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về. Con trẻ là Giêsu ở lại thành Jerusalem mà cha mẹ không hay chi hết hai người tưởng rằng ngài cũng đồng đi với bạn đi đường đi trót một ngày rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết nhưng không thấy ngài bèn trở lại thành jerusalem mà tìm hỏi ba ngày gặp ngài tại trong đền thờ đang ngồi giữa mấy thầy thông thái vừa nghe vừa hỏi ai nấy nghe đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của ngài khi cha mẹ thấy ngài thì lấy làm lạ và mẹ hỏi rằng Hỡi con, sao con làm cho hai ta thế này? Này, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Ngài thưa rằng: Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Nhưng hai người không hiểu lời ngài nói chi hết. Đoạn, ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Mẹ ngài ghi các lời ấy vào lòng. Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Chương 31 Tôi đã có lập ước với mắt tôi. Vậy làm sao tôi còn dám nhìn người nữ đồng trinh? Vì phần do Đức Chúa Trời ở trên trời và cơ nghiệp do đấng toàn năng ở nơi cao là gì? Há chẳng phải sự tai họa cho kẻ gian ác và sự hư hại cho kẻ làm dữ sao? chớ thì Đức Chúa Trời chẳng thấy đường lối tôi và đếm các bước tôi sao? Nếu tôi có ăn ở cách dối trá và chân tôi vội vàng theo trước gian dảo, nguyện Đức Chúa Trời cân tôi trên cân thăng bằng, thì Ngài sẽ nhìn biết sự thanh liêm của tôi. Nếu chân tôi trở bước bỏ đường chính đáng và lòng tôi đi theo con mắt tôi, nếu có sự ô uế chi dính vào tay tôi, nguyện tôi gieo và có kẻ khác gặt hái nguyện thổ sản tôi bị nhổ đi. Nếu lòng tôi bị người nữ quyến dụ, nếu tôi rình rập ở nơi cửa của lân cận tôi, nguyện vợ tôi say cối cho người khác và có kẻ khác nằm cùng nàng. Vì điều ấy vốn tội trọng gớm ghê, một tội ác đáng bị quan xét đoán phạt. Tội ấy là một ngọn lửa thiêu hóa cho đến chốn trầm luân, tàn hại các của cải tôi đến tận cùng nếu tôi có khinh duyên cớ của tôi trai tớ gái tôi, lúc chúng nó tranh luận với tôi, thì tôi sẽ làm sao khi Đức Chúa Trời trỗi dậy? Khi Ngài đến thẩm sát tôi, tôi sẽ đáp sao? Đấng đã tạo thành tôi trong lòng mẹ tôi, há chẳng có dựng nên chúng nó sao? Há chẳng phải cũng một Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta trong lòng mẹ sao? Nếu tôi từ chối điều cả nghèo khổ ước ao, gây cho mắt người quá bụa bị hao mòn, nếu tôi có ăn bánh tôi một mình và kẻ mồ côi chẳng có được ăn với. Thật, từ lúc tôi còn trẻ, nó cùng lớn lên với tôi như con với cha. Còn người quá bụa, tôi đánh nâng đỡ từ khi tôi lọt lòng mẹ tôi. Nếu tôi có thấy người nào thác vì không quần áo và kẻ nghèo thiếu chẳng có mền, nếu lòng người không chúc phước cho tôi và người không nhờ lông chiên tôi mà được ấm áp, nếu tôi có dơ tay hiếp kẻ mồ côi bởi vì tôi thấy có kẻ phù trợ tôi trong cửa thành nguyện cho vai tôi rớt ra khỏi nơi khác và cánh tay tôi bị gãy rứt ra đi vì sự tai họa từ đức chúa trời giáng xuống làm tôi kinh khiếp và trước mặt sự oai nghiêm ngài tôi nào làm chi được nếu tôi có để lòng tin cậy nơi vàng và nói với vàng ròng rằng ngươi là sự nương nhờ của ta nếu tôi vui mừng về tài vật tôi nhiều và vì tay tôi đã được lắm của. Nếu tôi có thấy mặt trời chiếu sáng và mặt trăng mọc lên soi tỏ, nếu lòng tôi có thầm mê hoặc và miệng tôi hôn gửi tay tôi, điều đó cũng là một tội ác đáng bị quan xét phạt vì nếu làm vậy tôi đã từ chối Đức Chúa Trời trên cao kia. Nếu tôi có vui mừng vì kết tàn hại kẻ ghét tôi và hứng lòng khi tai vạ à dán cho nó Trái lại, tôi không cho phép miệng tôi phạm tội mà lấy sự rủa xả trù ẻo nguyện hại mạng sống nó. Nếu các người nhà tôi chẳng có nói, ai sẽ tìm được người nào không được ăn no nê thịt sức vật người? Người lạ không có ngủ đêm ở ngoài đường, tôi mở cửa cho kẻ hành khách. Nếu tôi có che tội mình như Adam, mà giấu sự gian ác mình ở trong lòng, tại vì tôi kinh hãi chúng đông và e sợ bị họ hàng khinh bỉ, đến đổi ở yên lặng, chẳng dám bước ra khỏi cửa. Ôi, chớ chi có một người nghe tôi. Này là dấu hiệu tôi ký. Nguyện đấng toàn năng đáp lời tôi, nguyện cái cừu địch tôi là một trạng từ. Tôi quả hẳn sẽ mang trạng từ ấy trên vai mình, đội nó trên đầu tôi như một mão triều thiên. Ác tôi sẽ thuộc cho cừu địch biết số bước tôi, đến trước mặt nó như một vua chúa. Nếu đất tôi kêu cáo tôi, các dòng cài nó khóc với nhau. Nếu tôi ăn sản vật nó mà không trả giá bạc, làm khuấy khuất nguyên chủ nó cho đến phải chết mất. Nguyện gai gốc mọc thay lúa miếng và cỏ lùng thế cho lúa mạch. Đến đây hết lời của giọt. Chương 32 Bây giờ, ba người ấy thôi đáp lời với Job vì người tự thấy mình là công bình. Elihu, con trai của Barakeen, người Busi, về dòng dõi Ram, lấy làm tức giận Job bởi vì người tự xưng mình là công bình hơn là Đức Chúa Trời. Elihu cũng nổi giận ba bạn của Job bởi vì họ chẳng tìm được lẽ đáp lại mà lại định tội cho Job. Và Elihu có đợi Gióp luận xong, đặng nói với Gióp, bởi vì các người đó đều lớn tuổi hơn mình. Vậy, khi Elihu thấy chẳng còn câu trả lời chi nơi miệng của ba người kia nữa, cơn thạnh nộ người bèn phừng lên. Elihu, con trai Barakeen người Busi, bèn cất tiếng lên nói rằng, Tôi đang trẻ, còn các anh là ông già. Vì vậy tôi nhát, không dám tỏ cho các anh biết ý tưởng tôi tôi nghĩ rằng ai đã sống lâu ngày sẽ nói số năm cao sẽ dạy sự khôn ngoan nhưng có thần linh ở trong loài người và hơi thở của đấng toàn năng cho chúng sự khôn sáng người tôn trọng chẳng phải khôn ngoan bậc lão thành chẳng thông hiểu sự công bình bởi có ý tôi nói rằng hãy nghe tôi phần tôi cũng sẽ tỏ ra ý tưởng của tôi kìa tôi đã chờ đợi nghe lời của các anh, lắng tai nghe những lời luận biện các anh, cho đến khi các anh đã tra xét điều cho xong. Thật, tôi có chăm chỉ nghe các anh, thấy chẳng một ai trong các anh thắng hơn giót hoặc đáp lời của người được. Chớ nói rằng, chúng ta tìm được khôn ngoan. Đức Chúa Trời thắng hơn người được, loài người chẳng làm đặng. Và, Gióp không có tranh luận với tôi. Vậy, tôi sẽ chẳng dùng lời các anh mà đáp lại người. Họ sửng sốt, không đáp chi nữa, đã cạn lời hết tiếng rồi. Tôi há phải chờ đợi vì họ hết nói, không còn trả lời gì nữa sao? Theo phiên tôi, cũng sẽ đáp lời chứ. Tôi cũng tỏ ra ý tưởng mình chứ. Vì tôi đã đầy dẫy lời nói, trí trong lòng tôi cảm dục tôi nói. Này, lòng tôi như rượu chưa khui, nó gần nứt ra như bầu rượu mới. Tôi sẽ nói và được nhẹ nhàng. Tôi sẽ mở môi miệng ra và đáp lời. Tôi sẽ chẳng tư vị ai, không vua nịnh bất kỳ người nào. Vì tôi chẳng biết vua nịnh. Nếu vua nịnh, đấng tạo hóa tôi, hẳn trừ diệt tôi tức thì. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mỗi ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này con nguyện huyết báo của Chúa Jesus quyết thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gổ, say xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài con nguyện thánh linh đức chúa trời đổ đầy đầy dễ con chúa ơi những bông trái của thánh linh ấy là lòng yêu thương sự vui mừng bình an nhị nhục nhân từ hiền lành trung tín mềm mại tiết độ đầy dẫy trên con con xin chúa thêm sức mới thêm đức tin cho con xin chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày con cảm ơn chúa con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi đức chúa trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình tĩnh nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.